Hôm bữa có một em gái hỏi mình về cách mua vé ở đi metro ở Paris. Giờ đây mình cho mọi người coi một cái chỗ trạm bán vé ở Porte de Saint-Denis. Cái này là đi ra quận 3 ha. Cái trạm này là mua vé xe tham quay, gọi là xe điện. Xe điện là như thế này đây ha. Thì ở kế bên đây là mọi người thấy những cái trạm bán vé là nó đều có bản đồ để chỉ dẫn đi trong vùng Paris. Thì có vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4, vùng 5. Thì những cái vé đi trong Paris là nằm vùng 1 thì chỉ cần sử dụng một cái vé thôi. Bây giờ ở đây nè, mình thấy vé ha. Thì nếu mình ở đây bây giờ nó bán vé thì nó có nhiều thứ tiếng nè. Ở bên đây nè, có nhiều tiếng thì mình phải chọn cái tên của cái chẳng hạn như mình muốn, chắc là tiếng Pháp rồi ha, mình muốn tiếng Ý, tiếng Đức hay tiếng gì đó, chẳng hạn đây mình muốn tiếng Anh đi thì mình ấn vào tiếng Anh thì nó ghi cho mình tiếng Anh đây. Thì cứ theo cái chỉ dẫn đó mình mua, thí dụ mình có cái cạc thì mua cái cạc, một cái cạc có chứa đến 20 cái vé ở trong đó. Một cái vé sử dụng trong một tiếng rưỡi đồng hồ đi trong những cái metro xe điện nha. Còn nếu mà đi ra ngoài khỏi, xuất cái vé ra ngoài thì nó không còn giá trị nữa ha. Và cái đây là mua một cái cạc, cái thẻ của nó. Còn cái này là mua cái cạc đó, mình muốn thêm thêm vé vào thì sử dụng ha. Ở đây nó bảo mình để cái cạc vô đó rồi mình recharge, có nghĩa là thêm vé vô. Thì ở đây nó cho tiền mặt là maximum là 40 euro. Còn không thôi thì mình có thể trả bằng bằng cạc từ 1 euro trở lên ha. Đó, thì ở đây là chỗ trả tiền mặt nè. Cái chỗ này là xài thẻ tín dụng nè. Ở đây là để sử dụng thẻ tín dụng, và đây là xài thẻ tín dụng mà không cần phải bấm số. Thì sau khi mua xong thì ở dưới đây nó thả cái vé cho mình và cái giấy hóa đơn nếu mình muốn ha. Thì bây giờ mình cho mọi người coi cái thẻ của mình nó như vậy. Đây là một cái thẻ của mình mua ở đây ha. Còn nếu mà không thì mọi người mua vé theo ngày. Cái vé này á, thì tại vì không sử dụng cái giấy hồi xưa thì dùng bằng giấy, bây giờ cái thẻ cạc này thì sử dụng mà được tiếp vào đây là 10 cái vé đi ha. Mà mỗi người thì phải sử dụng một cái cạc nha. Bây giờ ở đây là mình đi xuống trạm metro ha. Ở dưới đây là cái chỗ những cái bán metro trong đây. Nhưng mà khi mình thấy cái chữ này có nghĩa là tiếng Pháp, c'est à Paris momentanément indisponible, có nghĩa là cái máy này bị hư, nó không chạy được. Nhưng mà nhìn thì cũng thấy đại khái giống cái máy hồi nãy mình quay ha. Và tất cả các máy nó đều có nhiều thứ tiếng cho mình coi ha. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, vân vân. Thì ở đây là để tiền mặt nè, đây để tiền giấy nè ha. Đây là trả thẻ ha. Đó, bây giờ nếu mình đi qua bên kia thì tại vì có người đang xếp hàng nên mình không có thể cho quay được. Đây là lối vào metro, đi metro số 7 ha, để đi ra những cái điểm khác. Ở đây là bên tay phải là có người bán vé. Thì thường thường ở Paris thì những bán vé họ nói được tiếng Anh. Nếu mình không biết thì đến hỏi hay là mua những cái bản đồ. Bây giờ bắt đầu nha. Thì bây giờ mình nói mình có tiếng Anh, tiếng gì mình chọn ha. Mình không chọn tiếng Anh, mình chọn tiếng Tây đi nha. Mọi người tiếng Anh, tiếng Espanol, tiếng Ý và tiếng Đức. Bây giờ bắt đầu mình nhấn vào trong cái điểm nè ha. Thí dụ mình muốn mua Passanigo hay là muốn sạc rê. Passanigo thì mình mua đây là nó không có ha. Là ở đây thì nó nói là thí dụ mình mua ticket để đi metro hay đi ra ngoài vùng ha. Có nhiều vé đi aeroport là đi ra sân bay. Và Paris Visit nè, đây mình khuyên những người nào mà đi Paris Visit thì đi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày thì sẽ rẻ hơn. Và chọn cái vùng đây là cái zone 1, 2, 3, 4, 5 ha. Bây giờ mình nói mình chọn zone thứ 2 nha. Zone thứ 3, ủa đâu rồi, quá là từ 1 tới 3 thấy không. Chọn từ 1 tới 3 là vùng 1 tới vùng 3. Thì mình validate, có là mình xác nhận thì mình đi tiếng Pháp nha. Mọi người sử dụng tiếng Anh. Nếu trẻ em dưới 12 tuổi thì giá rẻ một nửa giá. Còn người lớn thì plan tarif là giá đầy. Thì ở đây nó nói Paris Visit nè, thường mua cái này thì rất lợi. Trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ví dụ mình nói 3 ngày ha, nhấn vào đó. Đó là bây giờ mình nó cho mình biết là Paris Visit trong 3 ngày thì mình muốn một thẻ, hai thẻ, ba thẻ hay bốn thẻ, ví dụ nên một thẻ thôi.
một thẻ Paris Visit từ zone 1 tới zone 3 là 30 euro nha. Zone 1, zone 2 thì rẻ hơn chẳng hạn. Và cứ như vậy là mình trả tiền thôi, bắt đầu mình validate là xác nhận ok. Bây giờ mình trả tiền thì nó sẽ hiện lên cho mình, hoặc là trả bằng cặp lơ hoặc tiền mặt, tùy theo ý mình nha. Đó là mình chỉ cho mọi người coi. Để trả tiền mặt thì nó sẽ hiện lên trên đây. Trên cái máy này nó bảo mình 30 euro, mình sẽ nhấn trả tiền nha. Vậy nha. Giờ hai chị em mình đi vô metro nè. Xe này gọi là xe metro ha. Trên đây là có những bảng chỉ đường để mình đi tới nè. Đó. Đây. Đi ra ha. Khi mình đi ra cửa metro thì không cần vé. Bây giờ mình muốn quay cho mọi người coi cách mua vé mà chỗ mà bên tiếng Anh nha. Tại nãy mà quay tiếng Pháp, bây giờ đi quay tiếng Anh nha. Thì đây là một cái chỗ bán vé khác ha. À, bên đây là hồ xà, có nghĩa là thêm cái vé vào thì mình phải đi bên đây. Bên đây là mua vé nè. Và khi đi vô cửa thì mình để cái vé đây, cái lỗ này để đi qua nha. Đây có một người đi mua trước đang trả tiền mặt đây nha. Mình không có quay người ta được ha. Và bây giờ đây ha, ở đây mình chọn tiếng Anh nha cho mọi người coi ha. À, ở đây thì nó không có cái tay bằng chỉ, thì nó dùng cái này để nó quay nè. Nha, mình quay xuống tiếng Anh nè. Đó, tiếng Anh ha. Xong rồi nó bảo selection validate là bên đây. Bên tay phải này là validate nè ha, ok đó. Mình gọi là xác nhận nha. Đó, đang tiếng Anh, bây giờ nó ghi tiếng tiếng Anh nè. Bây giờ nó bảo là dùng cái quay này để mình chọn cái thẻ nha. Đó, mình đây coi không có Navigo nè. Là mình không có card của bên đây đó. Thì mình sẽ bấm ở đây. Xác nhận mình không có. Bây giờ nó cho mình đi nè ha. Tactique nè, Paris nè. Đó, mình nói mọi người là nên chọn Paris Visit nha. Để đi quanh Pháp, dụ đi một tuần 2-3 ngày vậy nè. Đó, cho tới 5 ngày. Mình chọn tới đây ha, Paris Visit rồi. Mình lại xác nhận nha. Đó, bên đây xanh Visit nè, 1 ngày nè, 2 ngày, 3 ngày. Bây giờ chẳng hạn nó giờ đi 5 ngày đi nha. 5 ngày đi. Đi như vậy cho khỏi phải mua vé mỗi lần, thì lại xác nhận ở đây. Bấm đây nha. Bây giờ mình đi từ zone 1 tới zone thứ 3 ha. Mình lại xác nhận nha. Thì đây là full fare là cho người lớn, còn đây trẻ em dưới 12 tuổi nửa giá. Bây giờ full fare nha, người lớn. Mình ok. Mình lại validate xác nhận ha. Đó, thì họ nói giờ mua một vé cho từ một zone 1 tới zone 3 là 44 euro, 45 ha. Rồi cứ theo 2 vé, 3 vé, 4 vé, 5 vé, cho là dụ đi một người, hai người, ba người thì mỗi người một cái vé nha. Đó, xong giờ thì một người ok, mình lại xác nhận ở đây. Ok, xong xác nhận rồi, ok, giá tiền sẽ trả, chọn đồng ý. Mình sẽ xác nhận thêm một lần nữa. À, là bây giờ nó xác nhận nè, nó bảo mình trả thẻ tín dụng. Thì bây giờ thẻ tín dụng mình ok thì nó sẽ hiện lên trên máy ở đây. À, thì mọi người sẽ đút thẻ tín dụng ở đây. Ok, và là trả tín dụng và họ sẽ cho cái giấy ra đây. Nó có, và là vậy nha. Đây thì bạn chỉ đang, đây là sạc rê cái cạc, có nghĩa là mình ở bên đây mình có cái cạc bằng nhựa nè ha. Thì cái này mình mua vé thêm thì mình sẽ thêm vào cái vé. Chị nói ticket plus hả? Validate nè chị. À là đó. Thì nó để bây giờ chị muốn mua 10 vé hay là mua 12 vé? Ủa mà cái này là cạc nê hả? Ừ, đúng rồi. Chứ phải là mua từng cái đâu. Thì chị mua quy mà. À, đã coi. Hai giá cạc nê bây giờ nó lên 17 đồng 35, là chị được 20 cái thẻ qua đây. Đi cái chỗ nào trạm metro xe buýt thì mọi người cũng thấy cái bản đồ metro xe buýt để cho mình đi ha. Đó là những cái địa điểm. Chẳng hạn như hai chị em mình á là lấy metro số 10. Metro 10 này là cái màu nâu này nè, từ đây nè là nó chạy nè. Đó, là mình đang ở tới trạm cuối nè, Boulon nè. Pont de Saint-Cloud là trạm số 10 ở đây ha. Thì từ đây nếu mình lấy những cái giao điểm của metro khác. Đó. Còn nếu không biết thì xếp hàng hỏi cái người bán vé, cũng có người bán vé nhưng mà nhiều điểm buổi tối họ đóng cửa thì sẽ không có nha. Chúc mọi người sẽ thành công trong việc đi du lịch ở Pháp. Chào mọi người nha. Thôi đi vô sau nha. Hy vọng là mọi người sẽ kiếm được biết được cách để lấy vé xe để đi ở đây nha. Chào.